Ui ui, bọn em nghe thấy gì không? Bọn em nghe thấy gì không? Mèo kêu anh ạ. Mèo kêu á? Em lại nghe thấy tiếng giống như kiểu là tiếng chó sói chứ. Anh cũng thấy tiếng mèo kêu hay sao ấy. Đi 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 đi. Nếu mà có mèo kêu thật ấy thì tại sao mày tự dưng lại có mèo kêu trong rừng nhỉ? Trời, đang trong rừng đang tối tối này. Ui ui. Bên nào, bên nào? Có không? Có không? Anh từ từ, mọi người từ từ bình tĩnh đã. Để xem là nghe được tiếng của bên nào đã. Bên này. Đây, vào trong. Nhanh. Ui, anh xem nào. Ui, tối lắm, không nhìn thấy cái gì. Ui. Đây, ui, hóa ra là một em mèo. Ui, một em mèo lông trắng tinh luôn anh ạ. Mà em mèo này bé lắm luôn ấy. Thế mèo mẹ với lại các anh chị em của mèo con này đâu rồi nhỉ? Ôi giời, đúng rồi, không nghe thấy tiếng nào đâu anh ạ, không nghe thấy tiếng meo meo nào đâu nữa. Thế chắc chắn là mèo con này bị lạc mẹ rồi với lạc các anh em của mình rồi. Ôi, xung quanh trời tối om như thế này bây giờ lạc ở đâu rồi không biết. Anh ơi, mà lạc như thế này thì buồn lắm luôn ấy. Bây giờ mà trong rừng này rất nguy hiểm, nhiều con vật lạ, anh chẳng nghe thấy tiếng nó rú suốt đêm à. Thế này là lang thang một mình này, không cẩn thận là bị mấy con đấy nó ăn thịt luôn ấy. Ui ôi, thế bây giờ phải làm nào? Bây giờ anh em mình phải đi tìm mèo mẹ cho mèo con này, hoặc là anh em mình bắt mèo con này về rồi giữ lại, xong rồi mai mình sẽ trả lại cho mèo mẹ. Chứ bây giờ không thấy mèo mẹ ở đâu thì tìm thế nào được. Đúng rồi, theo khi ấy là đêm nay mình phải ngủ để trông mèo con này anh ạ, rồi sáng mai trời sáng sủa thì mình mới đi tìm. Trời ơi, con mèo con bé xíu 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 này nhìn đáng thương thật anh ạ. May là anh em mình tìm thấy nhanh đấy, còn nếu mà không ấy, chậm một chút không biết là chuyện gì sẽ xảy ra với em mèo này luôn. Ừ, đây này, mèo. Mặt có vẻ đang rất là hoang mang sợ sệt rồi này. Đang đi tìm đây này. Để anh nhìn ra ngoài xem mà có mèo mẹ không. Ui, tối lắm. Không thấy gì ơi, mà cũng không nghe thấy tiếng kêu gì nữa luôn. Thôi anh em mình mang mèo con này về đi. Mang mèo con này về rồi bảo vệ nó. Đi. À Tâm, sao em lại khóc thế? Em nhớ nhà. Không anh ơi, tại cái bếp này khói quá ấy. À, khói cũng phải thôi các bạn ơi. Chúng mình đang nướng cá này, con cá hôm qua bắt được ấy. Wow, nướng trên đá luôn, rất là ngon. Lát nữa sẽ có món cá thơm lừng à Tâm ạ. Ôi trời ơi, anh ơi, em mèo này đang thích nè. À, mèo thèm cá rồi các bạn ơi. Ui, mà Tâm ơi, tối hôm qua anh em mình nhìn không rõ, anh cứ tưởng đây là một chú mèo trắng toát từ trên xuống dưới. Ai ngờ hôm nay mọc ra cái đuôi màu đen. Đây này, ở trên đỉnh đầu là có một nâu nâu các bạn ạ. Nâu anh ạ. Mèo vằn ấy, kiểu như là lai vằn ấy anh nhỉ. Rồi, chào các bạn đi nào, mèo vào chào các bạn đi. Nhưng mà hình như là chú mèo này đang bị suy dinh dưỡng ấy, nên là hơi còi. Nào nào, ra đây nào. Mèo mèo mèo. Cả đêm hôm qua bọn mình không ngủ được các bạn ạ, tại vì phải đợi xem mà có mèo mẹ đến tìm mèo con không, nhưng mà không thấy chú mèo mẹ đâu. Xin chào các bạn, mình là mèo con lạc ở trong rừng, các bạn tìm mẹ cho mình nha. Rồi. Wow. Ui anh ơi, nếu mà bây giờ không có mèo mẹ ở đây thì trách nhiệm của anh em mình là phải chăm và nuôi dưỡng cái em mèo này đấy anh ạ. Tại vì chú mèo này ăn vẫn rất là ít luôn. Hôm lúc anh cho ăn thử một ít cá, mèo thì ăn một tí rồi à Tâm ạ. Vẫn chưa ăn được nhiều. Đúng rồi, tại vì em nghĩ là em mèo này vẫn còn đang uống sữa anh ạ. Bé lắm luôn. Đây này, bây ôi giờ ôi, thích đi này. Quen rồi, bây giờ là quen rồi. Thích về với rừng. Đi đâu đây? Ôi giời, mèo con à? Đêm hôm qua mày làm tao mất ngủ cả đêm ấy. Ai da, nhìn mặt mày cũng sáng sủa đẹp dài đấy. Mày gọi tao dậy ăn cơm à? Ok, đi thôi. Ai da, tú đỏ bia sao ăn mày à? Mày quá, mình đến kịp. Mày anh hấu đỏ với cả Hà Sam à? Không gọi em á, định ăn mảnh à? Mày có chúng mèo gọi em dậy đi. Tại em ngủ tít mít biết gì đâu mà anh đang định đợi cá chín nó gọi em dậy đây. Trong này không có chảo, không có nồi xoong gì nữa, chúng mình phải nướng trên một tảng đá này các bạn ơi. Mà lật lên xem nào. Ui, dính luôn vào đá này. Rồi vẫn rất ngon, ăn thử xem nào em ơi. Ui. Đây. Wow, miếng cá nạc không? Ui, ngon đấy. Trắng tinh luôn à. Cho bị tàn trước. Hôm qua mất ngủ trông mèo. Nóng. Ui, ngon lắm anh ạ. Ui trời ơi. Cho Bita ăn miếng bé thôi, mình phải ăn miếng to. Anh mập hôm rồi mới được ăn thịt. Ui. Ôi.
nó nóng mà nó thơm mà nó ngọt, nó nói chung là nó nhiều cảm xúc trong người á mày ạ. Nói ăn gì cũng ngon đúng không? Đúng rồi. Miếng cá này vẫn còn rất nhiều, chúng mình ăn trong miếng cá này kiểu gì cũng no. Đây là lật lên xem này. Uầy, bên dưới vàng ươm luôn này, như kiểu là chiên luôn này. Ui ui, nhìn ngon không các bạn ơi? Uầy. Ui ui, chỉ muốn một miếng. Uầy. Ui cái đũa này khó gấp quá. Uầy, nhìn này các em ơi, vàng này. Uầy, ngon đấy. Ừ, gầy mất rồi. Ôi ơi. Dai, giòn, thơm, ngọt nhưng mà hơi nhạt tại vì không có muối các bạn ạ. Thôi. Ăn mất nha, mèo. Chúng mèo này chưa ăn được rồi, nhưng vẫn đang uống sữa mẹ rồi. Ui, anh ơi. Không ăn rồi. Thế thì gây quá anh ạ. Thế bây giờ làm nào? Chúng mình phải nhanh chóng tìm đường ra và phải mua sữa cho em mèo này uống. Nếu không em mèo này sẽ chết đói mất các bạn ạ. Có con cua này. Bắt đi. Wow, to chưa? Vẫn còn. Đó luôn. Càng là to đùng luôn này các bạn ơi. Đây là cua đá này, càng rất là to. Ôi cả này đập kẹp đấy. Tìm ra còn con nào không? Tìm con không? Đã em tìm. Đục hết rồi, bị tạt người to quá làm đục hết rồi. Anh nhẹ. Cua này mà nướng ăn cũng ngon đấy chứ. Ngon đấy. Cái cả của nó này. Tớ đã mang cây về cho cậu rồi đây. Được ấy, thế nhưng mà ấy, bây giờ ấy, bọn mình muốn làm lồng cho mèo thì ấy, cần phải có dây. Dây à? Đơn giản, dây đây, anh rất nhiều dây luôn. Không được. Tháo dây tụt quần mất, không được. Mày buộc dây chặt vào, không tháo được dây đâu nha. Không tháo được đâu. Úi giời, tưởng thế nào? Thôi được rồi, đằng nào cái quần của em cũng rách, để em xé ra làm dây luôn. Ôi dồi ôi, cái quần này nó rách, bắt đầu nó rách to rồi, bây giờ nó rách to nữa các bạn ơi. Ôi dồi, bên này cũng rách rồi. Quần của Vita sinh tồn mấy hôm các bạn nhìn nhá. Lô. Anh có đợi. Bây giờ ấy, biến quần dài thành quần đùi cũng được. Ừ, còn lại phần này mình sẽ lấy dây để làm lồng cho mèo nhá các bạn nhá. Anh nhìn này. Còn kiểu mốt em ơi. Ôi dồi ôi. Đây, mốt à. Mốt. À, mốt kiểu mới anh ạ. Ra. Vita. Đi nào. Việt Nam next up model. Mới ăn được có một tí cá thôi nên năng lượng vẫn còn dồi dào các bạn ạ. Lát nữa mà hết cá thì có mà lại khóc. Không phải. Cái mùi chua chua nó lạnh khắm khắm. Ôi trời ơi. Quần của em mà ngửi đi. Không. Ba hôm ở trong rừng ngồi mị quần nó chả khắm khắm. Kinh quá các bạn ạ. Thôi được rồi anh ơi, xé đi. Áo của mùi ta anh ơi. Ui giời. Té mấy cái dây này để buộc làm dây làm lồng cho mèo các bạn ạ. Vâng. Cẩn thận. Ui. Rồi, ui. Ôi, đây mấy cái dây này. Mấy cái dây này là xé rất dễ đúng không? Tại vì nó theo cái chỉ xuống thôi. Rồi bây giờ anh em mình sẽ buộc mấy cái cây này như này để làm lồng mèo các bạn nhá. Đây làm lồng bé, tại vì chúng mèo như này bé mà. Có con
con bướm bướm này các bạn ơi, rất là đẹp luôn, đậu trên tay nhà ta mãi không đi này. Nhìn thích nhỉ? Màu gì, màu trắng à? Màu trắng mới lại đốm đen anh ạ, y hệt như kiểu là 101 chú chó đốm ấy. Đầu tiên là con trâu đúng không? Con trâu trong biến thành con bướm. Vâng. Xong rồi con bướm này biến thành con gì hả Tham? Em cũng không biết luôn ý. Vẫn là con bướm hay sao ấy. Không bay này các bạn ơi. Đậu từ lãi ra không bay tung. Như nhiều là dính vào tay luôn rồi ấy. Rồi, Hà Tham vẫn đang đan các bạn nha. Đây, cái lồng của chúng mình đã làm được như này rồi. Ui, gần xong rồi. Em mèo sắp có nhà rồi đấy các bạn ơi. Ui, em bướm vẫn ở đây luôn. Không đi. Đấy, bay rồi. Cuối cùng thì chúng mình cũng đã làm xong cái lồng cho em mèo này rồi các bạn ơi. Mèo. Thế là có nhà mới nhá. Vào đây. Đi vào luôn. Đi. Ui, ôi, ở trong này còn có cái quần của Bita các bạn ơi. Êm lắm rồi. Làm cho êm. Cẩn thận bị ngất vì mùi nhá các bạn. Tại vì mèo. Mèo. Đang lạ với ngôi nhà mới anh ạ. Đang tìm hiểu này, đang tìm tòi. Đây, đâu rồi, mặt đâu rồi. Ui, ôi, đi đến đâu lại chạy đến đây, không quay được mặt. Mèo. Ôi, rồi, em mèo này vẫn chưa có tên. Bí ta nghĩ là đặt tên là gì đây? Chú mèo này á, bắt được ở trong rừng á thì đặt là mèo rừng chứ còn là gì nữa. Thế cũng phải nghĩ ra. Ai lại đặt tên là mèo rừng đúng không các bạn? Có một cái tên gì nó hay hơn được không? Hay à, mèo máy Doraemon. Ôi, lại còn mèo máy Doraemon nữa. À, ta biết tên là gì không? Em nghĩ đặt tên là Min đi anh ơi, mèo Min. Mèo Min à? Vâng. Nghe cũng hay với là Lý Vân à. Thế là gọi là em Min nhá. Rồi, mèo Min. Từ bây giờ mày có tên mới là Min nhá. Mèo con nhá, mèo con. Min ơi. Đấy, cái ngôi nhà này làm anh em mình làm rất là chắc chắn luôn ấy. Dành 2 tiếng để làm cái ngôi nhà này luôn. Ăn bao nhiêu thịt cá là gọi là dồn hết vào cái nhà này rồi. Nhìn cũng khá là đẹp đấy. Đây là anh em mình còn thiếu dụng cụ, không có dao các thứ làm. Nếu mà có dao các thứ mà làm cái lồng này còn đẹp hơn nhiều đấy, đúng không? Vâng. Đúng rồi. Wow, nhìn mặt rất là xinh này các bạn ơi, nhìn mặt xinh không này. Mỗi tội là em này như kiểu là hơi bị còi xương, suy dinh dưỡng một tí. Phải cho ăn thật nhiều và mới béo. Còn bây giờ anh em mình sẽ tiếp tục men theo con chuối này để tìm đường ra các bạn nha. Anh nghĩ là đường về nhà không còn xa đâu, anh em mình cố gắng lên. Đi ơi. Trong rừng này rất là âm u các bạn ơi. Tối ơi là tối luôn và chúng mình vẫn đang đi tìm. Vẫn có mặt trời mà tại sao ở trong này nó tối thế hả anh Câu Đỏ? Thứ nhất là tìm mèo mẹ cho em mèo con này. Và cái lồng này hay, em mèo hay ra quá. Cái thứ hai là tìm mẹ cho em nữa. Tìm mẹ cho Hà Sam nữa các bạn ạ. Và tìm đường ra cho mình và Bita nữa các bạn nhá. Nhanh lên các em ơi. Rất là tối luôn các bạn ạ. Ôi, âm mưu ơi là âm mưu luôn kìa. Chúng mình không được bỏ cuộc. Phải nhanh tìm với đường về. Ui. Nhanh lên. Ôi. Đúng quá. Các bạn ơi, nhìn thấy gì chưa? Đau lắm, có phải mơ. Thấy nhà chưa các bạn ơi, thấy nhà chưa? Bị ta. Em thấy nhà rồi. Gọi người ta. Thôi, làm gì có ai sang cứu bọn em. Bây giờ chỉ còn cách là anh em mình bơi sang bên kia. Xong rồi nhờ người ta gọi điện thoại về cho nhà và cứu chúng mình thôi. Anh nói cái tình tiết gì mà bất khả thi thế. Anh em mình có ai biết bơi đâu. Mà cái bơi cái qua cái hồ này rộng mênh mông như thế này thì có mà chết đuối. Thế thì anh em mình chỉ còn cách là đi theo cái ven rừng này này. Đấy, ven hồ này này. Vòng sang bên kia thôi. Khá là xa nữa đấy. Nhưng mà như thế này là anh em mình gọi là có cơ hội về nhà rồi. Lúc này phải đi tít từ trên cánh rừng kia các bạn ơi. Men theo cái dòng suối đấy và ra được cái hồ này đấy. Nhưng mà anh ơi, quan trọng ấy là bây giờ ấy, anh em mình mà đi men theo cái đường đấy thì là ấy, phải mất mấy tiếng đồng hồ. Mà em mèo này là em mèo mệt lắm rồi. Từ nãy giờ em mới có ăn cái gì đâu. Nhưng mà bây giờ mà không đi men theo cái này chỉ còn cách là bơi qua hồ này thôi. Em có bơi được không? Dạ mà chắc đúng không Hà Tham? Hà Tham,
không? Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Em mèo Min này chuẩn bị ra rồi này. Đây này, đang tìm đường ra. Cái lỗ chiêu to khổng lồ thế này. Về nhà phải làm lại cái lồng này cẩn thận nữa. Đang đi ra này, đang tìm đường ra này. Ôi, mèo Min ơi, chịu khó trong nhà, gần về đến nhà rồi, gần về đến nhà rồi. Bây giờ mà đi ra ấy, là rơi luôn đấy. Chúng mình tìm mèo mẹ cho em mèo Min này mãi mà không tìm được các bạn ạ. Chắc là chúng mình quyết định mang em mèo Min về nuôi. Bao giờ em mèo Min này lớn thì chúng mình sẽ thả lại vào rừng các bạn nhá. Anh có đỡ, anh có đỡ. Mèo Min này, túm em này. Nào, đi hẳn ra ngoài chuồng này chết không. Ngoan nha, gần về đến nhà rồi, về nhà rồi cho em uống sữa nhá. Thôi đi đi, Hà Sam ơi, đi đi. Chúng mình gần tối rồi đấy. Ôi, làm sao đây? Sao đây? Không sao. Nhưng mà em phát hiện có cái túi anh ơi. Ui, có cái túi này các bạn ơi. Túi gì? Xem có phải của ai không? Ở trong rừng này thì làm gì còn của ai nữa nhỉ? Có khi là trôi dạt từ bên kia sang bên này không các bạn? Đúng rồi anh ạ. Mà túi này nó cũng hơi mới đấy. Bây giờ làm thế nào? Anh em mình có lấy ra xem không? Ôi thì tất nhiên phải lấy ra xem rồi chứ. Tại vì ở đây là trong rừng không có ai nhận hết các bạn ạ. Nên anh em mình sẽ lấy cái túi này ra và xem có thông tin gì bên trong không, rồi trả lại người ta các bạn nhá. Ôi, nhìn như kiểu... Mèo đâu anh? Mèo đâu? Đây! À đây! Chồng mất em mèo Min rồi. Min ơi, là Min, xong Min nghịch thế Min ơi. Bây giờ mà chồng ra mà không tìm được mẹ là chết đói luôn em mèo Min nhá. Thế nên đây, ở yên ở trong này đi. Vào đây. Đấy, rồi. Im được đấy. Tại vì em đã nhốt vào như không. Đây, chỉnh lại lồng. Tại cái lồng của anh ấy, đoạn này anh làm ấy. Ôi giời ơi. Ui, nhiều đồ lắm. Ừ, đây có giấy tờ xem là của ai trong quán. Nhưng mà giấy này bị ướt rồi anh ơi. Ui. Tại vì ở dưới nước lâu quá rồi bị ướt hết rồi. Lách hết rồi, có thông tin gì không? Cái gì đây? 5 năm gì ấy? 5 năm 5 gì ấy? Ôi trời ơi. Toàn trang giấy không thôi. Mèo Mun ơi là mèo Mun, Mèo Min ơi là mèo Min. Toàn những cái gì vết linh tinh gì đây. Rồi tính toán rồi có cả chữ gì đây này. Ôi trời. Không có cái gì hết. Ôi bị tai cẩn thận rách đấy. Không có cái thông tin gì hết anh ạ. Nói chung là đây là đấy, một em giỏ từng tờ để em phải tìm kỹ lắm để anh xem bên trong còn gì không. Ở đây là cái gì đây? Ui một cái bánh gì đấy các bạn ạ. Đây là bánh nhá. Ướt hết rồi. Ôi rồi. Bánh mì. Ui ôi mùi chua lắm. Chắc là lâu quá rồi. Bẻ ra xem nào. Ui ướt hết rồi. Ui ôi cái bánh mì ngon như thế này mà bị ướt hết này. Ôi phí ơi là phí ấy. Bị ta thèm ấy. Nhưng mà Hỏng rồi. Không biết là của ai đây mà để lâu lắm rồi. Bỏ ra xem. Ui đây có một cuộn giấy này. Cuộn giấy cũng ướt hết rồi. Ui. Bỏ đi xem còn gì không. Wow. Wow, quả gì đây? Quả lưu, quả gì đây? Wow, tỏ đùng. Cái gì đây? Chai nước anh ạ. Chai nước nhưng mà không có nước, hết nước rồi. Thì chai nước chắc là nó chỉ là còn cái chai thôi. Ui dậy đây còn dây chạc anh ạ. Dây chạc. Cái gì to đây? À đây là một cái vật cá. Đây. Để ta lát nữa anh chủ mượn cái này anh vật cá cho tao. Nhưng mà còn cái gì bên trong có giá trị được không? Đây là một cái dao nhưng mà dỉ hết rồi. Dỉ hết rồi anh ạ. Lâu rồi nó dỉ hết rồi. Còn cái gì đấy? Cái bút. Cái bút chắc là để viết cái giấy này. Cái dây gì? Không biết. Đây còn một cái. Ui còn cái áo. Ui áo. Hết rồi anh ạ. Không có thông tin gì à? Tìm hết đi Bida, trong có thông tin gì không? Anh ơi, hết rồi. Vậy là ạ. Em nghĩ rằng ấy, cái túi này là kiểu cũng không có món đồ gì giá trị ấy anh ạ. Tại vì nếu mà ví dụ như có tiền này hoặc là có những cái thông tin cá nhân mà chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân các thứ ấy thì chắc chắn là người mất sẽ rất lo lắng. Nhưng mà em thấy ở trong này chỉ là những cái đồ kiểu như là rất là bình thường thôi ấy. Chắc là có ai đó đi vào rừng và bỏ quên lại đây các bạn ạ. Lát nữa chúng mình sẽ cho hết lại vào cái vali này và chúng mình sẽ mang lên để ở cái nhà kia nhờ người ta. Nếu mà có ai xin thì sẽ trả lại cho người ta các bạn nhá. Rồi các em ơi cất hết vào cho người ta đi. Nhưng mà anh ơi mấy cái tờ giấy này nó rách thế này rồi thì có cất vào không? Thôi mình cứ cất vào cho người ta. Bita vẫn đang cố dở ra để xem mà có thông tin gì không các bạn ạ. Rồi đút hết lại cho người ta đi. Còn cái này anh sẽ mượn anh chỉ đi vặt cá cho em sao nhá. Ở dưới này rất nhiều cá luôn này. Wow, không được con nào. Thử xem. Đâu rồi. Đây lúc nãy mình nhìn thấy nhiều cá lắm các bạn ơi.
Nhiều dã man luôn đi ta ơi. Ui nhiều cá quá. Anh dậy ra để em múa võ công hớt cá cho anh xem. Ai là ai là ai ai ai. Được không, được không? Ui, rồi anh biết ngay là không được con nào mà. Anh nhìn vào lại đây này xem nào. Đây. Đâu? Được. À, đây, được 3 con này. 1 con, 2 con, 3 con cá bé tí 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 các bạn ạ. Cá bé này thì có làm gì được đâu Vita hả? Thả đi. Wow, các bạn ơi, vậy là cuối cùng sau 3 ngày ở trong rừng thì chúng mình ấy đã tìm thấy được đường quốc lộ đây rồi. Về đến nhà rồi các bạn ơi. Bây giờ thì chúng mình sẽ đứng ở đây và đợi xe để trở về nhà thôi. Cảm ơn ấy, tất cả các bạn đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ kênh Hà Sam nha. Bây giờ thì chúng mình rất là vui các bạn ạ. Lần này chúng mình về còn đón thêm được một em mèo về này các bạn ạ. Em mèo Min các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Bye bye các bạn. Bye bye. Nào xem là có ô tô Hà Sam bên này này. Kìa anh ơi. Đúng. Tắp về nhà rồi. Bye bye các bạn nha.